chào 500 anh em. Ngày hôm nay thì Tomkin rất là hân hạnh để có thể review đến anh em về mẫu Casio One Time. Em này là được phiên bản đã độ lên dây da handmade đó, với một cái phiên bản rất là chất của nhà Casio như thế này, với phân khúc giá thì chỉ có 1 triệu thôi. Anh em có thể về lựa chọn độ lên thêm cái dây da đó. Đây là một phiên bản em này rất là hot, như năm vừa rồi đấy là anh em Việt Nam là săn lùng em này rất là nhiều này. Đó, anh em có thể để ý đây, đây là phiên bản lên dây da này, dây da nhà công ty đó. Đây là phiên bản dây kim loại đó, dây da đây. Anh em thì chắc chắn là sẽ thích phiên bản dây da nhất như này. Cũng rất anh em chỉnh giờ qua một chút này, anh em có thể chỉnh giờ như thế này. Bước đầu tiên là mình phải lấy về cái múi giờ hiện tại đây, nó đang chạy là hiển thị Tokyo và thứ ba đây. Bước đầu tiên là ấn cái nút adjust này, đó, giữ một lúc này, đó, để nó nháy như này. Sau đấy là ấn mode, cái off này thì mình không quan trọng này. Còn đây là Tokyo, mình chỉnh múi giờ. Chỉnh về Dakar, tức là Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Đó đấy là chỉnh tiếp về giờ hiện tại. Thì ví dụ như bây giờ đang là giờ chiều đang là 4 giờ. Đó. 4 giờ 15 rồi. Sẽ để 24 giờ cho nó dễ nhìn. Đó, tiếp theo này. Đây là chọn tầng 5. 5 thì anh em cho lên 2019 rồi. Đó, tháng 1 này. Tiếp đấy, đây là cái phần nhìn, đây là ngày này. Đó, 25 này. Nhìn hôm nay là 24. Thấy không? Rất đơn giản. Đó, như vậy chỉnh xong rồi. Sau khi mà chỉnh giờ xong rồi thì anh em lại ấn lại cái nút adjust. Đó, xong rồi. Phát như này, đó, xong. Còn đấy là anh em có thể đó, đây là nút này bật đèn này, đó. Anh em muốn tránh nhau cái việc mà nó kêu như thế này, mình nhớ không nhầm để tránh kêu thì mình ấn giữ việc nút adjust thì vậy. À, đúng rồi. Giữ việc thì tôi cứ nào đấy. Tắt, à, giữ việc tương mốt, đó. Em có thể để ý đây là cái nút rồi này, im lặng rồi này. Khi mà mình ấn như thế này thì nó sẽ không kêu nữa. Đó. Thế còn giữ lại nút mốt như thế này, giữ liền như thế này khoảng 3-4 giây thì nó sẽ tắt cái chế độ mút đi. Đó, như thế này là anh em sẽ có chế độ âm thanh. Thế còn sáng đây là chỉnh nhanh các múi giờ, ví dụ đây là New York này, London này, Paris này. Đấy, đây là BKK lại giờ Việt Nam. Ok, bọn em đồng hồ full cấu hình với phân khúc giá chỉ có hơn 1 tỏi thôi. Hơn 1 tỏi thì anh em có thể sở hữu một chiếc Casio rất là chất. Đấy, anh em có thể màu vàng bò này là mắt đẹp. Ok nhá, anh em có nhu cầu thì anh ghé thăm với tôi kia. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nhớ ấn subscribe cho kênh Facebook của Tomkin nhé.